Theo đánh giá của chỉ huy Ukraine và các quan chức phương Tây, những lợi ích mà Nga đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt ở Bakhmut, một phần là do sự chuyển đổi linh hoạt cách đánh. Các binh sĩ Ukraine nhanh chóng nhảy ra khỏi xe bọc thép chở quân, chỉ vài phút trước khi khu vực phía trước họ vang lên tiếng súng của Nga. Đây là lực lượng được điều động để tiếp viện cho một đơn vị khác gần thành phố Bakhmut, nhưng họ đã bị kìm kẹp trong nhiều giờ do giao tranh với Nga. Phát biểu với New York Times, một binh sĩ cho biết, "Tôi chưa bao giờ thấy hỏa lực nhiều như vậy từ các vị trí khác nhau." Sau trận đánh, đã có 9 binh sĩ Ukraine thương vong. Cuộc phục kích này là một phần của chiến lược hoạt động vô cùng linh hoạt của quân đội Nga. Đây cũng là minh chứng cho thấy Nga đang rút kinh nghiệm từ các bài học trên chiến trường và có sự điều chỉnh để đối phó hiệu quả chiến thuật của Ukraine. Báo cáo của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã thể hiện trình độ kỹ năng và sự trang bị ở một cấp độ cao hơn. Theo đánh giá của chỉ huy Ukraine và các quan chức phương Tây, những lợi ích mà Nga đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt ở Bakhmut, một phần do sự chuyển đổi linh hoạt lối đánh. Các đoàn xe bọc thép của Nga không còn tiến thẳng vào những khu vực nguy hiểm khiến chúng dễ bị hư hại hoặc bị bắn hạ. Thay vào đó, quân Nga thường sử dụng máy bay không người lái hoặc tiến hành các cuộc tấn công thăm dò để xác định vị trí chính xác của Ukraine trước khi tiến hành. Lực lượng quân sự tư nhân Wagner cũng thể hiện khả năng vượt qua tuyến phòng thủ Ukraine nhờ chiến thuật bóc tách lớp phòng ngự bên ngoài của đối phương, thực hiện ép từ hai phía dưới sự hỗ trợ hỏa lực bất tận của quân đội Nga. Khi bắt đầu phát động cuộc phản công cách đây gần 2 tuần, Ukraine đã tập hợp được các lực lượng thiện chiến, có sự hỗ trợ của công nghệ liên lạc tiên tiến và vũ khí hiện đại của Mỹ, châu Âu. Nhưng phía Nga đã cải thiện khả năng phòng thủ, phối hợp pháo binh và hỗ trợ trên không, tạo ra một thế trận khác biệt so với giai đoạn đầu cuộc chiến. Các quan chức phương Tây cho rằng những yếu tố trên đang khiến Nga trở thành một đối thủ đáng gờm hơn, đặc biệt khi nước này có lợi thế về phòng thủ và tìm cách phát huy thế mạnh trên chiến trường. Sự chuyển hướng thiên về phòng thủ dường như khác xa so với kế hoạch ban đầu của Nga là thực hiện cuộc tấn công phủ đầu chớp nhoáng và nhanh chóng đánh bại Ukraine. Nhưng nhiều chuyên gia quân sự cho rằng khả năng chiến đấu của Nga sẽ không đồng đều dọc theo khu vực chiến tuyến trải dài gần 1.000 km. Việc Moscow ngày càng phụ thuộc vào máy bay không người lái cảm tử hoặc bom lượn thả từ trên không cho thấy Moscow đang thiếu đạn dược nghiêm trọng, nhưng bù lại họ đã có sự thay đổi chiến lược đầy sáng tạo. Ông Grab, một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của Ukraine cho biết, họ đang cố gắng tìm kiếm các trung tâm chỉ huy của chúng tôi ở phía sau chiến tuyến và tấn công những trung tâm này từ khoảng cách xa để làm gián đoạn liên lạc giữa các đơn vị. Dù hoạt động khá hạn chế trong cuộc xung đột, nhưng không quân Nga đã điều chỉnh chiến thuật và vũ khí để tấn công tầm xa nhằm tránh rủi ro đối với máy bay của họ. Các quan chức Mỹ thừa nhận Nga đã cải thiện đáng kể về mặt chiến thuật, nhưng họ cho rằng thành công của Moscow ở một số khu vực như Bakhmut là do lực lượng Wagner sẵn sàng triển khai ồ ạt binh sĩ và cuộc giao tranh bất chấp tổn thất về nhân lực. Nhưng các binh sĩ Ukraine chiến đấu tại Bakhmut lại đánh giá theo chiều hướng khác. Họ cho biết các tay súng chuyên nghiệp của Wagner đã phối hợp hỏa lực, mặt đất và pháo binh nhắm vào cứ điểm của Ukraine, sau đó nhanh chóng chia nhỏ lực lượng và áp sát đối thủ. Chẳng hạn, khi khu vực do Ukraine kiểm soát bị thu hẹp lại và chỉ giới hạn ở một vài tòa nhà cuối cùng, các lực lượng Nga đã tấn công mạnh mẽ vào những tòa nhà này để buộc quân đội Ukraine rút lui. Sau đó họ nhanh chóng tràn vào bên trong. Các lực lượng Ukraine không thể chống đỡ kịp. Binh sĩ trên thừa nhận, và vì thế Ukraine đã cho nổ tung các tòa nhà khi họ rút lui. Giới chức Mỹ cho rằng, dù Nga đã điều chỉnh chiến thuật, nhưng quân đội nước này vẫn thiếu các nguồn lực cần thiết. Nga mất khá nhiều binh sĩ dày dặn kinh nghiệm trong suốt cuộc chiến. Do đó, nước này phải huy động các lực lượng mới, ít kỹ năng hơn ra chiến trường để tiến hành hoạt động tấn công phối hợp. Chưa kể, Moscow cũng chịu tổn thất lớn về phương tiện và vũ khí. Grab cho biết, hiện tại họ dường như không đủ xe tăng và pháo binh để tạo ra sự cộng hưởng về hỏa lực. Sự thay đổi chiến thuật của Nga có thể được quan sát thấy thông qua UAV giám sát và từ các chiến hào của Ukraine. Gần thị trấn Sevastopol, phía đông do Nga kiểm soát, Ruslan Zubariev, một binh sĩ Ukraine có biệt danh là Predator, cho biết Nga đã tiến hành các cuộc pháo kích phá hủy những tán cây trên cao để các vị trí của Ukraine bị bộc lộ. Sau đó họ điều xe bọc thép chở quân, chở khoảng hơn chục binh sĩ bao vây chiến hào. Theo binh sĩ này, Nga đã tiến hành mọi công việc một cách bài bản, nhưng điều họ thiếu là thông tin tình báo về các vị trí và chiến hào của Ukraine. Xung quanh thị trấn phía đông Kremina, nơi lực lượng Nga đang tiến vào, cả Nga và Ukraine đều luân phiên tiến hành các cuộc tấn công nhỏ,
hai bên đang cố gắng chứng minh cho đối phương thấy rằng họ sẽ tiếp tục tiến lên. Theo các binh sĩ Ukraine, các chiến hào của Nga cũng vững chắc và kiên cố hơn của họ. Nhiều bong ke mà Nga xây dựng sâu tới mức máy bay không người lái không thể phát hiện được. Một quan chức Mỹ lưu ý, những vị trí phòng thủ như vậy sẽ tạo ra thách thức ghê gớm đối với Ukraine và vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Kiev có vượt qua được hay không. Tuyến phòng thủ của Nga được bố trí theo nhiều lớp, còn hệ thống phòng không của nước này luôn có khả năng gây nhiễu, tín hiệu vô tuyến và bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine. Khi các lực lượng nước này tiến lên, các đơn vị của họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực từ trên không của Nga. Những thông tin vừa tường thuật cho thấy Nga đang có sự điều chỉnh để thích nghi với một cuộc chiến mà các chuyên gia cho rằng sẽ kéo dài, đồng thời có thể xảy ra theo 6 kịch bản. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã diễn ra ác liệt trong hơn một năm qua và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù cả hai bên đều báo cáo về những bước tiến họ đạt được. Hàng nghìn binh sĩ đã thiệt mạng, toàn bộ các thành phố chỉ còn là đống gạch vụn, hàng triệu người trở thành người tị nạn khi chiến tranh nổ ra và Nga kiểm soát những giải lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông Ukraine. Trong bối cảnh đó, Ukraine nhiều lần tuyên truyền về một cuộc phản công sấm sét chống lại lực lượng Nga, thì vào đầu tháng 6, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận đất nước ông đã bắt đầu phản công. Không chỉ vậy, phương Tây cũng cho biết họ đã hỗ trợ Ukraine vũ khí tốt nhất để phản công thành công. Mặc dù còn quá sớm để biết liệu cuộc phản công có thành công hay không, nhưng tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào kết quả của cuộc phản công này. Seth John, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã vạch ra 6 kịch bản có thể diễn ra sau cuộc phản công của Ukraine. Thứ nhất, ngừng bắn. John cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ được xác định bằng việc Ukraine có thể chiếm lại lãnh thổ nhanh hay chậm như thế nào trong cuộc phản công của mình. Ông nói, nếu Ukraine đình trệ, có thể làm tăng triển vọng thảo luận với Nga, điều có thể sẽ được một số nước phương Tây khuyến khích. Tuy nhiên, nếu Ukraine có thể giảm diện tích lãnh thổ do Nga nắm giữ từ 20% hiện tại xuống còn 10-15%, thì khả năng đàm phán sẽ ít hơn. Các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn tạm thời, có thể dẫn đến tình trạng tương tự như ở biên giới Bắc và Nam Triều Tiên, nơi không bên nào nhận ra rằng chiến tranh đã kết thúc. Ông nói, tuy nhiên đó có thể không phải là sự kết thúc, đó sẽ là tình trạng chiến tranh tích cực đang suy giảm, ít nhất là tạm thời và trở thành một thứ gì đó gần giống với một cuộc xung đột đóng băng, có thể nóng lên hoặc hạ nhiệt tùy vào các yếu tố. Trong kịch bản này, Nga có thể hy vọng rằng Mỹ và các nước phương Tây khác sẽ không còn quan tâm đến cuộc xung đột và ủng hộ Ukraine nữa. John nhận định, điều đó cuối cùng sẽ thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Nga và cho phép nước này tái chiếm lãnh thổ theo cách lý tưởng mà họ muốn vào tháng 2. Kịch bản thứ hai, một thỏa thuận hòa bình. Có khả năng chiến tranh sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình, nhưng John nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lún sâu trong cuộc chiến ở Ukraine. John nói, ngay lúc này ông ấy đã dành quá nhiều vốn liếng chính trị và quân sự để rút khỏi cuộc chiến mà không đạt được những thành công rõ ràng. John nói rằng, không rõ Tổng thống Putin sẽ chấp nhận điều gì là thành công, nhưng ông Putin có thể chấp nhận việc Nga giữ các phần lãnh thổ của Ukraine đã chiếm được ở phía Đông và phía Nam, mà sau đó ông có thể coi là mục tiêu đã định của mình. Câu hỏi phức tạp hơn là Ukraine sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì trong một thỏa thuận hòa bình hay không? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng mục tiêu của nước này là lấy lại tất cả các phần đất do Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. John nói, tôi nghĩ rằng một thỏa thuận hòa bình rất khó xảy ra trong bối cảnh này và tôi nghĩ rằng sẽ không ai chịu nhượng bộ ai. Kịch bản thứ ba, Nga chiến thắng. Mục tiêu của Nga là kiểm soát hoàn toàn Ukraine và John cho biết điều quan trọng cần lưu ý là Ukraine đã đạt được một chiến thắng quan trọng trong việc ngăn chặn điều đó xảy ra. Ông nói, có thể cho rằng ít nhất cho đến tháng 2 năm 2022, quân đội hùng mạnh trên thế giới sau Mỹ và có thể là Trung Quốc là người Nga. Vì vậy, họ đã ngăn chặn một chiến dịch chớp nhoáng của Nga nhằm chiếm thủ đô Kiev. Mặc dù mục tiêu của Nga ngày càng khó xảy ra, nhưng nước này có thể chấp nhận một chiến thắng dưới hình thức một thỏa thuận hòa bình mang lại nhiều lãnh thổ hơn so với trước khi cuộc chiến bắt đầu. Với tình hình hiện tại, các lực lượng Nga có rất ít triển vọng cho các hoạt động tấn công vì thương vong của họ trong trận chiến giành Bakhmut đã rất nặng nề. Theo chuyên gia John, mục tiêu của Nga bây giờ là củng cố các lợi ích về lãnh thổ, ngăn chặn các lực lượng Ukraine giải phóng thêm lãnh thổ và sau đó chơi một trò chơi chờ đợi. Kịch bản thứ tư,
Nga rút lui và Ukraine chiến thắng. Có khả năng Ukraine sẽ giành lại được lợi thế ở những nơi như Lugansk và Donetsk và Zaporozhia như một phần của cuộc phản công. John nói, không có gì phải bàn cãi khi Ukraine sẽ có thể đạt được những bước tiến lớn, nhưng việc đẩy người Nga ra khỏi mọi lãnh thổ là điều khó khăn. Và chừng nào ông Putin còn nắm quyền, dường như các lực lượng Nga sẽ không rút lui hoàn toàn. Ngay cả khi Nga chịu tổn thất lớn ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh quân đội Valery Gerasimov có thể sẽ là người phải chịu trách nhiệm chứ không phải là ông Putin. Kịch bản thứ 5, chiến tranh lâu dài. Một khả năng có thể xảy ra là giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mà không phân xử được kẻ chiến thắng rõ ràng. Cuộc xung đột về cơ bản có thể trở thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó cả hai bên cố gắng chèn ép nhau đến mức sụp đổ. Không rõ bên nào sẽ có thể cầm cự lâu hơn, trong khi Ukraine nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây, thì Nga đơn thương độc mã. Tuy nhiên một điều quan trọng cần lưu ý là quân đội Nga đã suy yếu đáng kể do cuộc xung đột này. Chịu tổn thất lớn về mặt quân sự, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, ông nghĩ rằng nhiều thập kỷ chiến tranh có thể xảy ra vì Nga sẽ đấu tranh để đạt được các mục tiêu của mình về mặt quân sự. Tuy nhiên, nhân lực của Nga có nghĩa là Ukraine khó có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Ông này nói thêm, điều đó có nghĩa là giao tranh tiếp tục đẫm máu và sẽ rất khó khăn, cho đến một lúc nào đó cả hai bên đàm phán để giải quyết hoặc sẽ đi đến một kết luận quân sự. Kịch bản cuối cùng, chiến tranh hạt nhân hoặc sự can thiệp của NATO. Ông Putin đã nhiều lần đưa ra các mối đe dọa hạt nhân kể từ khi ông bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và tuyên bố đó không phải là một trò lừa bịp. Các nước phương Tây và các chuyên gia bị chia rẽ về mức độ nghiêm trọng của việc thực hiện các mối đe dọa. Chuyên gia John phân tích, có những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả bụi phóng xạ hạt nhân trên lãnh thổ của Nga. Nếu các lực lượng Nga phải đối mặt với một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, ông Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường, nhưng John cho biết những rủi ro có thể sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào. Ông nói, có rất nhiều rủi ro liên quan đến việc đưa ra điều cấm kỵ hạt nhân, cả về mặt chính trị và ngoại giao. Tôi nghĩ rằng Mỹ đã thông báo khá mạnh mẽ rằng mọi giao kèo sẽ bị hủy nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Chuyên gia John cho biết thêm, không rõ NATO có tham gia vào kịch bản đó hay không. Một quan chức cấp cao trước đây đã nói rằng một cuộc tấn công hạt nhân của Nga có thể kích hoạt một phản ứng vật lý từ NATO. Tuy nhiên, John nói rằng việc NATO tuyên chiến với Nga có thể tạo ra một cuộc chiến lớn kéo theo các nước khác như Trung Quốc. Đây là kết quả mà tổ chức này có thể muốn tránh. Và thay vào đó, NATO sẽ trước tiên xem xét tăng cường trừng phạt và hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.